Nhóm công cụ tiếp theo mà chúng ta sẽ giới thiệu với nhau đó là nhóm công cụ giúp chúng ta là chấm vá chỉnh sửa những cái lỗi ở trên bức ảnh. Thế thì hôm trước là chúng ta đã làm quen với công cụ brush giúp chúng ta là lấy bút và chúng ta vẽ vào những cái phần nào mà chúng ta cần. Tuy nhiên cái này thì nó chỉ là một phần trong các công cụ tô vẽ chấm sửa ảnh thôi. Chủ yếu đối với phần chấm sửa ảnh thì chúng ta sẽ làm quen với hai nhóm công cụ chính là nhóm công cụ Clone Stamp và nhóm công cụ Healing Brush. Trong đó thì chúng ta cũng giới thiệu luôn công cụ Clone Stamp, nó mới là cái công cụ gốc vốn, gọi là công cụ chuẩn để mà chỉnh sửa ở trong Photoshop. Các phiên bản rất thấp thì cái công cụ này đã tồn tại rồi. Thế mà sau đó thì họ lại đưa thêm những cái công cụ như là cái công cụ Healing Brush này để mà hỗ trợ cho việc vá víu chỉnh sửa nó hoàn thiện hơn và nó đa dạng hơn. Thế thì trước hết là chúng ta làm quen với công cụ cổ điển hơn là công cụ Clone Stamp. Công cụ Clone Stamp thì trên nguyên tắc nó làm việc như thế nào? Nó sẽ giúp chúng ta là lấy một số điểm ảnh mẫu từ cái chỗ mà được gọi là tốt, không bị lỗi, sang phủ vào cái chỗ mà bị lỗi. Ví dụ ở đây chúng ta nhìn thấy là em bé này thì đang bị rất là nhiều mụn nhọt như thế này chẳng hạn. Thế bây giờ chúng ta sẽ sử dụng cái công cụ này, chúng ta sẽ lấy ra lấy những cái điểm mà nó không bị mụn nhọt, chúng ta sang chúng ta đè lấp vào những cái chỗ mà bị mụn để vá víu chỉnh sửa cho cái ảnh này. Thì quy tắc thì rất là đơn giản, các bạn chọn cho tôi cái công cụ Clone Stamp, sau đó thì chúng ta sẽ tiến hành lấy mẫu. Lấy mẫu thì lấy như thế nào? Chúng ta sẽ nhấn phím An trên bàn phím. Thì lúc này các bạn sẽ thấy là thay vì cái công cụ của chúng ta là hình tròn, cái đầu công cụ là hình tròn, thì khi chúng ta nhấn giữ An là nó sẽ xuất hiện ra thành hình cái kính ngắm như thế này. Và các bạn chỉ việc là kích chuột một cái vào cái điểm đang chọn đó thì nó sẽ lấy mẫu tại cái điểm mà chúng ta kích chuột. Sau đó thì nhả phím An ra và các bạn di chuột, các bạn đưa sang thì đấy, cái khu vực mà bị lỗi. Sau đó thì kích chuột hoặc là gì đó, hoặc là di, hoặc là di để mà chúng ta đưa nó sang. Thế thì cái này thì nó có một cái điểm mà như các bạn nhìn thấy đấy, quy tắc thì nó rất là đơn giản, đó là nó lấy từ chỗ nọ đưa sang chỗ kia. Nhưng đây chính là cái điểm mạnh và cũng là điểm yếu của nó để mà sau này họ đưa ra thêm những cái công cụ như là công cụ Healing Brush. Vì sao? Vì cái này nó chỉ đơn thuần giống như là cắt dán từ chỗ nọ dán sang chỗ kia, và như thế thì các bạn thấy là tôi lấy được một số điểm ảnh từ cái vị trí tạm coi là tốt đi, tôi vá sang đây thì chúng ta đã dập được cái chỗ mà bị lỗi, nhưng đồng thời chúng ta cũng lại thấy có cái gì đấy ạ, vết này rất là rõ đó, nó chỉ đặt lên trên thôi, nó đặt lên trên, nó đè lên trên và nó không có thêm thao tác gì nữa. Và chúng ta tương đối là dễ phát hiện ra cái đường biên của những cái vùng mà bị chấm sửa vá víu này. Thế thì có cách nào để mà chúng ta giải quyết cái vấn đề này để vẫn chấm sửa được nhưng mà nó không bị lộ cái vết sửa hay không? Thì thực ra chúng ta cũng có hai cách. Một là các bạn vá làm nhiều lần, có nghĩa là thay vì các bạn để opacity cho cái công cụ này là 100% thì các bạn có thể giảm xuống thấp hơn 100%. Như thế thì các bạn phải vá một chỗ bằng vài kích chuột thì nó mới vào được, nó mới lấp hết được. Tuy nhiên cái việc giảm opacity này thì nó cũng làm cho cái đường biên của vết vá nó sẽ không bị rõ quá như thế này. Hoặc các bạn có thể lấy một cái công cụ, đầu công cụ nó to hơn một tí và chúng ta sẽ đặt cái độ mềm của nó xuống thấp. Thì khi mà một công cụ với cái đầu công cụ mà được thiết lập mềm thì nó sẽ không rõ cái đường biên nữa. Đây, chúng ta sẽ thu nhỏ bớt cái này lại và chúng ta vá thử một vết khác nhé. Ví dụ như là tôi sẽ chọn một cái đầu bút có thể to hơn một tí, đồng thời tôi giảm cái độ cứng của đầu bút giảm xuống. Ví dụ tôi lấy mẫu đây, nhấn An, sau đó thì tôi đưa vào đây. Thêm một lần, hai lần, ba lần thì đấy, tôi vá như thế này thì các bạn thấy rằng là nó cũng sẽ giảm đi cái độ lộ liễu của vết vá này đấy. Thế thì đây là một cách, đúng không?
hoặc là tôi có thể là vẫn cứ để cái bút cứng hoặc là gần cứng cũng được, nhưng mà lúc này thì tôi sẽ giảm opacity đi, nó không còn là 100% nữa. Thì tôi lại nhấn đây, tôi lấy mẫu này đè lên này, một này, hai này, ba gì đấy, thế thì nó cũng sẽ giảm bớt đi. Tuy nhiên là nếu mà để ý kỹ thì chúng ta vẫn có thể là phát hiện ra ít nhiều những cái vết như thế này đấy. Do đó thì chúng ta sẽ thấy là xuất hiện thêm một nhóm công cụ nữa có chức năng tương tự nhưng mà nó sẽ loại bỏ được cái điểm yếu của cái công cụ Clustem này, đó là công cụ Healing Brush. Healing Brush này thì nó xuất hiện từ phiên bản 6.0. 6.0 thì bắt đầu xuất hiện cái này để bổ khuyết cho công cụ Clone Stem. Về mặt nguyên tắc thì nó cũng vậy, nó cũng vẫn giống như là công cụ Clone Stem thôi. Để vá được nó phải lấy mẫu từ đâu đấy. Mà quy tắc lấy mẫu thì bây giờ tôi cũng nhắc lại luôn, đó là nhấn Alt click vào cái khu vực mà chúng ta cho là tốt. Sau đó thì nhả phím Alt ra và chúng ta sẽ dê chuột sang, chúng ta bấm lên trên khu vực mà chúng ta coi là bị lỗi và nó sẽ lấy mẫu từ cái khu vực mà chúng ta đã đánh dấu sang lấp sang. Tuy nhiên là cái công cụ Healing Brush này thì nó sẽ hoạt động theo một nguyên tắc hơi khác một tí, cũng là lấy mẫu sang nhưng mà sau khi mà nó lấp đè lên trên khu vực bị lỗi thì nó còn có một cái thao tác mà ngầm làm nữa, đó là trộn giữa điểm ảnh vừa mới vá với các điểm ảnh cũ. Cái thao tác trộn đó nó sẽ làm cho ranh giới giữa điểm cũ và điểm mới bị xóa nhòa đi và chúng ta không dễ dàng gì mà phát hiện ra cái vết vá nữa vì điểm cũ và điểm mới nó trộn vào với nhau rồi. Đây các bạn quan sát, tôi chuyển sang công cụ này, thao tác cũng vẫn thế thôi, nhấn giữ phím Alt kích lấy một ít mẫu ở đâu đó, sau đó thì tôi kích vào và các bạn nhìn thấy là khi tôi vá bằng cái này thì rất khó để mà nhận ra được cái vết vá ở đâu. Lý do là vá xong nó trộn điểm cũ và điểm mới, do trộn đó thì không còn nhìn thấy ranh giới nữa. Làm sao để biết được, làm sao để chứng thực được cái nào là trộn cái nào không trộn, thì đây chúng ta sẽ làm một cái ví dụ bên cạnh như thế này để chúng ta hình dung ra nhé. Tôi tạo thêm một cái bức ảnh nữa và tôi sẽ tiến hành làm thêm một cái thao tác như sau. Đây các bạn nhìn, bây giờ tôi có một bức ảnh ở phía bên tay phải đúng không, và một cái ở bên tay trái này. Bây giờ tôi sẽ lấy hai cái công cụ này, tôi lần lượt lấy mẫu và tôi sẽ xử lý xong bên này. Này, tốt nhất là tôi lấy một cái đầu công cụ to lên một tí để cho thao tác nó nhanh. Đấy nha. Nhấn Alt này, click lấy mẫu này. Tuy nhiên, cái này thì các bạn phải để ý cho tôi thêm một cái thao tác nữa. Công cụ này thì nó có một vài cái option mà chúng ta cần phải lưu ý. Đó là sổ danh sách ở trên thanh option này lên. Thì chúng ta sẽ thấy có ba lựa chọn: Current Layer, Current and Below và All Layer. Cái này là gì? Current Layer có nghĩa là chúng ta chỉ làm việc ở trên một layer thôi, nghĩa là việc vá lấy mẫu tất cả mọi thứ nó ở trên một layer đấy, đồng bộ với nhau trên một layer. Current and Below cho phép chúng ta là lấy từ một cái layer này nhưng lại đè sang một layer khác đấy. Thế còn All Layer thì nó còn chấp nhận ở mức độ cao hơn, có nghĩa là tôi có thể lấy từ layer này đưa sang một layer khác, mà không những layer khác ở trong cùng một một tài liệu, mà tôi có thể là lấy cái điểm ảnh từ cái layer tài liệu bên phải này chẳng hạn, tôi đưa sang bên trái. Đây bây giờ tôi thao tác này, tôi chọn All Layer để tôi có thể lấy từ bên này vá sang bên này. Đây, lấy mẫu nhá. Click. Bây giờ tôi đưa sang bên này. Tôi gì và tôi sẽ lấy được cái mẫu từ phía bên phải sang phía bên trái. Đây các bạn nhìn thấy. Đến đây tôi dừng. Có vấn đề gì xảy ra không? Không có vấn đề gì xảy ra cả. Những cái điểm ảnh chúng ta lấy sang như thế nào thì nó sẽ vẫn như thế. Bây giờ chúng ta tham khảo thêm cái đối chiếu này. Tôi chuyển sang công cụ thứ hai là công cụ Healing Brush. Cũng thao tác tương tự như vậy.
Tôi cũng chọn là on layer, tôi cũng chọn cho cái đầu công cụ nó lớn lên một tí để chúng ta có thể lấy được các thứ nó tương đối nhanh. Đây, nhấn Alt lấy mẫu và bây giờ tôi đưa sang bên này. Alt này. Đây. Các bạn thấy cái gì ở đây ạ? Nó có giống nhau không? Mặc dù cái mẫu lúc đầu tiên thì các bạn nhìn thấy nó vẫn giống màu ở phía bên tay phải, nhưng khi mà tôi đưa sang bên này, tôi di vào thì các bạn lại nhìn thấy là nó bị bạc. Lý do vì sao thì các bạn biết rồi. Đấy là nó vừa vá và nó vừa trộn với cái điểm ảnh ở cái chỗ mà được vá. Thế nhưng điểm ảnh bên này thì nó là cái nền trắng, cho nên là cái việc trộn giữa cái màu của cái da cậu bé này với lại cái điểm trắng của cái nền này thì nó làm cho mọi thứ nó trở nên bạc phách đi này, đó rất là khác. Đây, trộn vào chúng ta chỉ nhìn thấy những cái điểm như thế này thôi, một vài điểm như thế này thôi. Đấy, mặc dù cũng nhận ra là nó lấy từ bên này sang đấy, nhưng mà rõ ràng là sau khi trộn xong thì chúng ta có được một cái kết quả rất khác nếu mà chúng ta quan sát ở bên này và bên này. Đấy, đúng không? Chỗ này là sử dụng công cụ Blend Stamp, nghĩa là chỉ đơn giản là lấy mẫu và gì đây, đắp đè lên đấy. Nhưng mà thằng này là lấy mẫu xong thì đắp lên xong nó còn trộn với lại các cái điểm ảnh cũ, do đó các bạn nhìn thấy là nó trộn với nền trắng, nó bạc phách và phờ ra. Thì đấy là cái điểm khác nhau rất là lớn giữa cái công cụ Blend Stamp và công cụ Healing Brush đấy. Nhưng nó cũng lại có một cái vấn đề nữa mà các bạn sẽ thấy rằng là công cụ Blend Stamp thì nó lại ổn hơn ở cái đoạn gì, chỗ nào mà nó nằm giáp ranh giữa các màu khác nhau, chỗ nào nằm giữa cái phần sáng tối khác nhau thì chúng ta lại có cái công cụ Healing Brush với lại cái công cụ Blend Stamp, nó lại tạo ra hiệu quả khác nhau. Đây ví dụ các bạn nhìn đây nhá, tôi có một cái vết mà tôi cho là lỗi này. Đây, đây là cái áo màu xanh, phần này là cái nền màu đỏ đúng không? Nếu như bây giờ tôi bị một cái lỗi vết ở đây, tôi vá thì sao, tôi sửa thì sao? Tôi sử dụng công cụ Clone Stamp hay là công cụ Healing Brush trong trường hợp này thì tốt hơn. Tôi lấy ví dụ, chúng ta lấy mẫu của cái vải đó, nhấn Alt này, đây là công cụ Healing đúng không? Đây, nhấn Alt lấy mẫu ở đây. Bây giờ tôi đưa vào đây. Thế nhưng mà các bạn thấy rằng là nó vá trong trường hợp này tương đối khó. Vì sao? Nó vá phần trong thì nó lại bị kéo cái phần màu đỏ hoặc là màu đen ở bên ngoài vào, tại vì nó có trộn. Đó. Nhưng mà với cái thằng này thì không. Thằng này thì cứ đè lên là xong, nó không bị trộn vào với thằng nào cả. Đây, Alt, Click, ví dụ thế này. Đó. Tất nhiên chúng ta có thể là xử lý bằng cách là chúng ta giảm bớt opacity, chúng ta làm đầu mềm đấy thì chúng ta sẽ giảm bớt được cái này. Nhưng mà nếu mà kinh nghiệm thì bất kể là trong trong cái trường hợp nào mà các bạn đã dùng để các bạn vá thì nên lấy theo cái kiểu như thế này chúng tôi. Đấy là giáp ranh chất chới giữa giữa gì nhỉ? Giữa sáng và tối, giữa màu nọ với màu kia, thì đừng lấy thuần về một màu mà hãy lấy ở cái ranh giới như thế này nhá. Lấy cái ranh giới như thế này và khi mà các bạn đưa vào đây thì các bạn sẽ dập nó theo cái kiểu gọi là nửa nọ nửa kia thì nó mới đỡ, nó không bị lấy những cái phần mà không mong muốn vào đây. Thế thì đến đây chúng ta sẽ làm quen thêm với một số các cái công cụ khác nữa ở trong nhóm. Thì vào cái phiên bản CS6 thì nó cung cấp cho chúng ta những cái gì? Nó cung cấp cho chúng ta hai cái này thôi, đó là công cụ Healing Brush Tool và công cụ Patch Tool. Patch Tool thì nó hoạt động theo cách hơi khác đi một tí như thế này. Đây các bạn quan sát, với công cụ Patch Tool, công cụ miếng vá, thì chúng ta sẽ có hai lựa chọn ở trên Tiny Option này. Với các phiên bản cũ thì nó là hai cái dấu tròn tròn, chúng ta đánh dấu vào ô nào. Thế còn ở trên này thì các bạn sẽ có hai cái nút ở đây, hoặc các bạn chọn suộc hoặc các bạn chọn destination. Đấy, chọn cái nào thì các bạn bấm vào đấy.
Và sau đó thì các bạn sẽ có cách làm việc ngược nhau. Một cái là gì đây? Tôi khoanh lấy khu vực gì đây nhỉ? Lỗi. Và sau đó thì tôi sẽ kéo nó sang khu vực kế cận là khu vực không lỗi. Nhả chuột ra thì nó sẽ lôi cái điểm mẫu đó về và lấp lên vừa chuột vào luôn. Trong trường hợp này nếu mà chúng ta chọn xuồng có nghĩa là chúng ta bao quanh những cái điểm bị lỗi và chúng ta kéo sang những điểm không lỗi kế cận. Thế còn nếu mà ngược lại thì chúng ta sẽ có một cái tùy chọn là destination, thì trường hợp này thì chúng ta sẽ vẽ vào những cái vùng gì đây, vùng được coi là tốt đúng không, sau đó tôi kéo và tôi thả vào cái vùng gì đây coi như là lỗi, thì nó sẽ di chuyển, nó sẽ lấy những cái vùng điểm ảnh mẫu từ những chỗ tốt nó dập lên và nó hòa trộn cùng với chỗ xấu. Thì đấy là cái cách làm bằng cái công cụ thứ hai ở trong nhóm. Đây là hai công cụ xuất hiện đầu tiên, đó là công cụ Healing Brush và công cụ Patch Tool. Sau đó thì nó bổ sung thêm cho tôi một cái công cụ nữa, nó gọi là công cụ Spot Healing Brush. Cái công cụ Spot này thì nó lại hoạt động theo một nguyên tắc hơi khác đi một tí. Thì chúng ta sẽ thấy rằng nó rất giống với cái lệnh Fill Container Way mà chúng ta đã làm việc ở trong cái nhóm lệnh tô ấy. Tôi không cần phải chọn, tôi không cần phải lấy mẫu, tôi không cần phải nhấn Alt, tôi không cần phải vẽ vùng chọn gì hết, mà tôi di trực tiếp ngay lên cái khu vực mà tôi cần. Đây các bạn quan sát, xong là nó xử lý luôn. Bây giờ chúng ta quay lại một tí với lại cái thao tác mà chúng ta đã từng làm đúng không? Đó là gì? Công cụ Fill Container Way có nghĩa là chúng ta phải vẽ một vùng chọn này đúng không? Sau đó vào Fill Edit này, Fill này, Container Way, nhấp OK. Nó sẽ lấy một cách thông minh những điểm ảnh xung quanh cái vùng chọn đó, nó tô, nó vun đầy vào trong cái vùng chọn đó. Thì đấy là cái cách mà chúng ta sử dụng lệnh Fill Container Way. Thế thì cái công cụ mà Spot Healing Brush này thực ra thì nó cũng học theo cái quy cách đó thôi, nhưng mà thay vì việc là chúng ta tạo sẵn ra một cái vùng chọn thì nó sử dụng cái công cụ này, nó vẽ ra đây. Các bạn nhìn thấy cái vùng xám xám này nó cũng sẽ tương đương với cái vùng chọn, và khi chúng ta bỏ chuột ra thì nó sẽ hiểu rằng đấy chính là vùng chọn, và nó sẽ lấy những cái điểm ảnh xung quanh cái vùng chúng ta vừa vẽ để mà nó lấp vào, tất nhiên lấp vào và hòa trộn luôn. Thế là chúng ta làm quen thêm với ba công cụ. Và sau nữa thì Photoshop lại cung cấp cho các bạn một cái công cụ nữa. Công cụ này tương đối đặc biệt, nó gọi là công cụ Container Way Move Tool. Cái này thì không liên quan tới vấn đề là chỉnh sửa, mà nó liên quan tới vấn đề dịch một cái đối tượng từ chỗ nọ sang chỗ kia. Đây, thì lúc này thì tôi sẽ lại lấy một cái ảnh khác đi. Chúng ta xem thử cái ảnh nào bây giờ. Ví dụ lấy cái ảnh này đi. Chẳng hạn tôi có một cái nốt ruồi ở đây, tôi không thích cái này nữa, tôi thích nó di lên trán đại thể như là một cái nốt Ấn Độ ở trên này chẳng hạn. Đó. Thì chúng ta sẽ dịch cái này đi bằng cách là chúng ta sử dụng công cụ Container Way Move. Các bạn vẽ lấy một cái vùng bao lấy cái khu vực mà các bạn cần, sau đó thì các bạn kéo, các bạn đặt vào cái khu vực mới. Thì sau khi mà các bạn đặt vào khu vực mới thì nó có thể di dịch để nó đưa cái đó sang. Thực ra cái này nó có hai cái tùy chọn. Bản chất của nó thực ra là nó giúp chúng ta dịch một cái gì đó. Đây, có lẽ là tôi lấy một cái ảnh khác thì nó sẽ rõ cái vấn đề này hơn nhé. Đây, chẳng hạn như cái này. Các bạn nhìn nhé, cô gái này đang đứng ở trên cái ruộng lúa. Bây giờ tôi không thích cô ấy đứng ở bên cạnh trái của cái ảnh nữa, mà tôi muốn cho cô vào giữa cái ảnh hoặc là sang bên cạnh phải cơ. Dịch có dịch được không? Các công cụ mà chúng ta vốn có, chúng ta có thể dịch được. Nhưng mà nó sẽ có một cái vấn đề nảy sinh là gì? Khi mà tôi dịch cô ấy đi sang một vị trí mới thì cái chỗ cũ sẽ xử lý như thế nào, đúng không? Ví dụ như thế này, tôi dịch thì có thể dịch tương đối dễ thôi. Tất cả những gì chúng ta biết thì chúng ta cũng có thể là dịch cô này sang một vị trí mới, không phải là khó quá. Ví dụ chọn thế này, vào Select, vào Modify, vào Feather, tôi có thể gán một cái Feather độ khoảng 10 đi, 20 gì đấy đi, ví dụ như thế. Và sau đó thì tôi có thể là Ctrl G đi, nhân bản thành một cái layer mới theo cái này. Thế sau khi tôi có rồi thì tôi có thể đặt cô ấy vào một vị trí mới, đúng không?
nhưng đặt rồi thì tôi lại phải dập cái cô này đi thì mới đưa cô ấy sang một vị trí mới được, đúng không? Thế dập đi thì có dập được không? Thì chúng ta lại có những cái lệnh để chúng ta dập rồi, đúng không? Đó là cái lệnh container way phim mà chúng ta đã nói đấy, thì dập được. Nhưng mà như thế thì mất nhiều thời giờ, tức là chúng ta vừa phải xử lý đưa cái đối tượng sang chỗ mới, vừa phải dập cái chỗ cũ đi. Thế thì cái công cụ mà chúng ta đang nói này nó sẽ giúp chúng ta giải quyết mọi việc nó có vẻ là đơn giản hơn như sau. Đây các bạn quan sát, tôi sử dụng công cụ Container Way Move Tool. Bây giờ tôi vẽ lấy một cái vùng chọn bao quanh cái đối tượng mà tôi muốn dịch. Sau khi tôi vẽ xong thì tôi sẽ chọn một cái tùy chọn như thế này. Đây, ở đây chúng ta có hai tùy chọn sổ danh sách này ra. Thì cái tùy chọn đầu tiên là Move. Thì sau khi mà tôi chọn xong thì tôi kéo này, tôi kéo sang vị trí mới này. Đó, kéo sang vị trí mới. Được chưa? Nếu mà cảm thấy ưng rồi, Enter, xác nhận. Sẽ có cái gì xảy ra? Nó sẽ vừa đưa cái đối tượng mới này của chúng ta sang một vị trí mới, đồng thời nó cũng lại tự động nó xử lý cho chúng ta là cái gì, nó dập xóa cái vị trí cũ đi, coi như lần hết vào cái hậu cảnh, coi như chưa từng tồn tại đấy. Thế thì nó sẽ giúp chúng ta xử lý cái tồn đọng là cái nhân vật cũ hoặc là cái đối tượng cũ ở chỗ cũ đi. Thế còn cái tùy chọn thứ hai thì các bạn thấy rồi, đấy là extend. Extend thì nó sẽ vừa đưa cái nhân vật này sang một vị trí mới hay đối tượng sang một vị trí mới, đồng thời nó vừa giữ lại cái đối tượng cũ, có nghĩa là chúng ta giúp chúng ta nhân bản đấy, và nó cũng trộn lẫn luôn vào, rất khó để phát hiện ra được là cái nhân vật này được nhân bản như thế nào. Đấy. Sẽ có rất nhiều cái bức ảnh, nếu mà các bạn tìm kiếm thông tin ở trên internet bây giờ, các bạn sẽ đọc được những cái bài gọi là những thảm họa Photoshop ABC gì đấy, thì các bạn cũng sẽ thấy rằng rất nhiều trường hợp người ta cần phải nhân bản cái gì đấy lên, ví dụ một đám đông này đấy, không đủ người đông lắm có thể người ta sẽ nhân bản lên đấy, trên 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 một phần ảnh đã có. Và các bạn sẽ thấy rằng sẽ có rất, nếu mà tinh mắt một tí tẹo thì các bạn sẽ thấy nhiều cụm lặp đi lặp lại, đấy chính là cái việc nhân bản đấy. Thế tức là người ta di một đám đông từ chỗ nọ sang chỗ kia nhưng mà vẫn giữ lại cảnh gốc, vẫn giữ lại cái đám đông gốc đó mà nó mới nhân bản được ra, thì chính là họ sử dụng những công cụ giả như thế này. Thế và cuối cùng ở trong nhóm này thì có một công cụ, thực ra thì đáng nhẽ ra mình phải nói trước một tí, tại vì cái công cụ này nó xuất hiện cùng với Healing Brush và cùng Patch Tool từ phiên bản 6 là có công cụ này rồi, nhưng mà vì là cái tính chất của cái đám trên này nó giống nhau hơn, cho nên là chúng ta giới thiệu cái đám trên này trước, sau đó chúng ta sẽ giới thiệu công cụ này. Đây là công cụ Red Eye. Công cụ RedEye thì nó là công cụ giúp cho chúng ta chỉnh sửa những cái trường hợp mắt bị đau khi mà chúng ta chụp mà có đèn flash. Đó. Đây đây, chúng ta mở một cái bức ảnh nó ra, chúng ta xem nó chỉnh như thế nào nhé. Này, đây là một cái bức ảnh mà chúng ta có đèn, sử dụng đèn flash, và do cái góc của cái người nhìn với lại cái ánh đèn thì nó bị bắt ánh đèn vào trong cái đáy mắt và nó tạo ra cái trạng thái là mắt đỏ. Thế thì xử lý thì Photoshop cung cấp cho chúng ta một cái công cụ chuyên để xử lý cái mắt đỏ này, đó là công cụ RedEye Tool. Cách sử dụng vô cùng đơn giản như sau: các bạn chỉ việc là chọn công cụ, sau đó các bạn vẽ một sử dụng cái công cụ này, vẽ một cái vùng chọn bao lấy cái khu vực mắt đỏ, nhả chuột ra thì nó sẽ cắt hết các giá trị màu đỏ đi. Đấy. Nhưng ở đây thì các bạn nhìn thấy là nó cũng có một chút vấn đề, tức là nó cắt màu đỏ đi nhưng đồng thời nó lại làm cho cái khu vực đó nó trở nên hơi đen đi. Đấy. Tất nhiên là các bạn có thể xử lý thêm một số cái vấn đề, ví dụ như Dark Amount, các bạn có thể gia giảm các cái tham số này. Đấy. Để làm cho cái phần màu đen nó đi vào nó có thể là ít đi. Đấy, ví dụ như thế. Nhưng mà dù sao đi nữa thì nó cũng vẫn vẫn không phải là cái công cụ thực sự là hoàn hảo trong mọi trường hợp. Tôi lấy ví dụ như là chúng ta sửa cho người châu Á tóc đen mắt đen thì công cụ này là công cụ tốt, các bạn gì rất là nhanh.
nhưng mà sửa cho những cái giống mà mắt xanh chẳng hạn, đấy thì nó sẽ hơi bị sẫm đi một tí. Và lúc đó thì các bạn cũng có thể quay về cái trường hợp như hôm trước tôi đã giới thiệu, đó là công cụ brush nhé. Đó, lúc này thì các bạn có thể sử dụng công cụ brush này, và các bạn sẽ sử dụng cái thao tác mà hôm trước tôi đã nói. Đây, nhấn Alt này, các bạn đo lại cái màu mắt để lấy cái màu mắt. Sau đó thì các bạn có thể là chuyển cho tôi sang cái chế độ gì đây nhỉ? Color, và các bạn gì vào. Lúc này thì chúng ta đang đang đưa màu màu vào dập lên những màu kia. Đấy, nhưng và nó sẽ vẫn giữ được cái cấu trúc là sáng tối đậm nhạt của cái ảnh. Thì đây cũng là một phương pháp các bạn cũng có thể dùng thay thế cho cái lệnh xử lý mắt đỏ. Đấy. Hoặc nếu mà giới thiệu kỹ hơn một tí thì các bạn sẽ thấy nó có một cái công cụ nữa, nó gọi là công cụ Color Replacement Tool. Đây, công cụ này thì nó hoạt động như thế nào, nó khác gì cái công cụ brush này không? Thì thực ra hôm trước chúng ta đã làm quen với công cụ tẩy rồi thì thấy công cụ này cũng sẽ không khó khăn lắm trong khi dùng. Đây các bạn lưu ý, ví dụ nhé, bây giờ chúng ta tìm lại một cái ảnh nào khác. Đây chẳng hạn như này, chúng ta không thích cái môi này như thế này, tôi chọn một màu khác đi. Thế thì các bạn sẽ thấy là khi mà chúng ta sử dụng cái công cụ này thì chúng ta có thể tô thay một cái màu nào đó. Đó. Nó sẽ tập trung vào cái phần mà chúng ta cần và nó ít khi bị lem ra ngoài. Lý do là vì nó có cái sự đo màu. Để ý, các bạn để ý có thấy cái dấu thập ở cái đầu của cụ không ạ? Dấu thập đó nó sẽ làm cái nhiệm vụ tương tự giống như cái dấu thập ở trong cái công cụ mà tẩy tẩy nền đấy. Có nghĩa là khi tôi bắt đầu tô vào đâu thì nó sẽ đo cái giá trị màu tại cái chữ thập này, và nó sẽ chỉ tô màu vào những cái khu vực nào giống màu ở trong cái chữ thập đấy thôi. Nếu mà khác màu đi thì nó sẽ không chấp nhận và nó không tô. Tuy nhiên các bạn để ý ở đây thì tôi không cần phải chuyển bất cứ một cái blending mode nào cả, tại vì là cái công cụ color replacement này thì nó sẽ thiết lập sẵn một số các cái blending chuẩn rồi. Một cái brush bình thường này, đây các bạn quan sát một cái brush này thì như hôm trước giới thiệu, các bạn nhìn thấy cái blending mode nó dài dằng dặc, nó có rất nhiều các chế độ khác nhau. Tuy nhiên riêng cái công cụ color replacement này thì nó sẽ chỉ cung cấp cho chúng ta có bốn cái option này thôi, và bốn option này thì nó sẽ giúp chúng ta là lưu ý chuyên về cái chuyện gọi là thay màu đổi màu. Đấy. Ví dụ như là tôi có thể tìm một cái bức ảnh nào đó, chúng ta thay thử màu nhé. Đây, quay trở lại một bức rất là quen thuộc là cái bức này chẳng hạn. Đó, tôi không thích cái khăn này màu xanh, tôi có thể thay cho nó một màu khác, hồng 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 tím tím lên. Đấy, ví dụ này. Và bây giờ tôi lấy một cái bút to hơn một tí đi. Đây các bạn để ý, khi mà tôi tô, các bạn có để ý là cái diện tích đầu bút của tôi nó lớn không ạ, và nó ăn cả ra nền trời xanh. Nhưng mà khi tôi tô thì các bạn nhìn thấy nó chỉ vào cái khăn thôi đúng không, vì cái dấu thập nó đang nằm ở trong khăn, cho nên là nó sẽ xác nhận là cái màu nào giống như cái màu ở chữ thập này thì nó tô vào, nó thay thế màu ở cái khu vực đấy. Còn cái màu trời xanh này nó khác, nó không giống như cái điểm chữ thập nó đang chạm thì nó bỏ qua, nó không tô vào đây. Còn tô bằng cái công cụ này có tô được không? Cũng tô được, nhưng mà chúng ta lại phải làm rất cẩn thận, nếu không nhem ra nó không giúp chúng ta giới hạn cái sự khác màu đấy. Thì đấy là cái điểm nó hơi khác một tí. Như vậy là chúng ta đã bắt đầu làm quen thêm một loạt các công cụ giúp chúng ta bắt đầu vá víu chỉnh sửa chấm sửa ảnh. Đấy, bao gồm có 5 công cụ ở trong nhóm này: Spot Healing Brush, Healing Brush, Patch Tool, Contour Away Move, Red Eye. Một công cụ đó là công cụ gì đây ạ? Clone Stamp. Và cuối cùng ở bên này là công cụ Brush này để chấm sửa, và thêm một công cụ nữa mới hơn đó là công cụ Color Replacement Tool.
Đấy là những cái công cụ giúp cho chúng ta có thể là sử dụng để chấm sửa vá víu trên những cái bức ảnh mà bị lỗi, hoặc là chúng ta thay màu, hoặc là chúng ta dập xóa các cái chi tiết mà không mong muốn.